Sáng nay tại nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai mạc giải võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng Quốc Hùng Vương lần thứ 2 năm 2024. Giải đấu năm nay thu hút hơn 1.000 vận động viên đến từ 55 đoàn thuộc các tỉnh miền Bắc và miền Trung với 160 bộ huy chương ở các nội dung quyền thuật, binh khí, đồng diễn, đối luyện và đối kháng 92 hạng cân ở 4 lứa tuổi, nhi đồng, thiếu niên, lứa tuổi trẻ và lứa tuổi trên 18. Giải võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng Quốc Hùng Vương là một trong những giải võ thuật có quy mô lớn nhất được tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tại các nội dung thi đấu, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những bài quyền đẹp mắt, có chất lượng chuyên môn cao và những trận đấu đối kháng hấp dẫn. Thông qua việc tổ chức thường niên, giải đấu giúp thúc đẩy phong trào võ thuật và rèn luyện thể dục thể thao, nêu cao tinh thần thượng võ, phát huy giá trị tốt đẹp của võ thuật cổ truyền Việt Nam.